Hàm Rồng, vườn hoa lan. Thích thật. Chuyện Uyên. Uyên. Thật đáng tiếc cho Phan Xi Păng khi mình không đi qua nữa nhỉ. Nóng quá. Lên nước không? Phan Xi Păng. Nhìn thẳng lên. Đấy, đấy. Thẳng lên anh, thẳng lên. Nhìn thẳng lên. Hướng về tay anh, hướng về tay anh. Rồi, thấy được người ở đâu luôn á, thấy được vọc à. Cho em mượn nào. Thảo. Trời ơi. Qua đây cười này, tân chụp này. Chụp này chụp tao này. Nó tu xịt. Trời ơi quá xấu luôn. Nè. Thôi cụ ơi xuống đi. Xuống đi. Đứng không vững mà đứng hả? Xịt. Vượn tượng 12 con giáp. À, con dê này. Qua đây trước này. Ok. Đây đây đây, cái chính này. Được rồi, trời ơi. Không ai mở tịch. Ôi không được, suy nghĩ lại. Chút nó tới rồi. Trông. Này con chụp với Mickey Mouse rồi, lên lên lên, trời ơi. Chụp lại phía bên này, đại phía xa ai đẹp. Rồng.
Tốt ngủ không? Dog. Hổ. Chơi cho em chụp chị một tấm đi. Okay, cảm ơn. Anh thích, xin chụp cho em một cái này.
Mừng nhà mới.